đúng không? Thế là anh bán còn nếu một cân là quê em bán khoảng hơn 200 cũng được, là có lãi rồi. 250. Hàng dưới là có lãi rồi. Thế thì em phải cân cho anh, người ta ăn ba chỉ thì thường thường là nếu mà ăn mỗi ba chỉ không thì chỗ khác người ta không có, bảo là cô ấy ăn mỗi chỗ một tí cho ngon, thấy chưa? Cách bán hàng phải biết. Đây, đấy, chặt mỗi thứ một tí cho khách. Đầu ba chỉ này, đầu ba chỉ này mông với thịt lạng rất ngon. Đấy, thấy chưa? Và ta chặt bên này nữa. Đấy, như thế này ta căn này, ta căn là đủ rồi. Thấy chưa? Có hiểu bài không? Đúng rồi. Đấy, thế cho nên là nếu mà khách mà ăn ba chỉ nhiều quá thì nó cũng không ngon lắm, mà có cả mông và vai nó mới ngon. Vì về nhà người ta có thể thích ăn mông ăn vai nữa. Thấy chưa? Thế thì mình mới bán được cái về sau mới bán được. Còn ai cũng ăn ba chỉ hết thì đương nhiên là về sau người ta không có. Đây. Cái bán hàng này cũng là một nghệ thuật ở chúng ta kinh doanh này. Đấy. 300 một cân thì nó là có mấy nạng? Nói nhanh nào. 300 một cân. Thì là mấy nạng? Hơn 6 nạng thì cái này là khoảng tầm 7 nạng, sót là 7 nạng nhá. Đúng không? Thêm một tí nữa đúng không? Ok, xong chưa? Là thêm cái nữa. À, đùi nữa là cho con thoải mái đùi. Xong chưa? Nào, cầm đây chặt đây. Cầm đây. Giờ 100 nữa thì lấy một ít cái đùi này, một ít miếng này và một miếng này nữa. 100 thì em phải chia ra cho anh là hai đường này. Mỗi đường này đủ rồi. Nào chặt đây. Chặt đây. Rồi, ok rồi. Đấy. Mạnh vào, cứ quát rồi, bỏ này ra. Nào chặt làm sao không long ra. Đây đừng này. Chặt không được long ra thì phải làm như này nhá. Gạt nó sạch vào. Lúc nào ở đây em có một cái đĩa này. Có một khay này. Khi mà nó ướt ra phát em gạt này. Đấy. Nó không bắn vào người. Thấy chưa? Bằng cái này em phải gạt bằng cái này nhá. Đúng không? Đấy. Và nếu mà như này nhá thì em phải đè nó im này thì em chặt nó không rời không bị là từ đây nhá. Thấy chưa? Chặt phải vuốt đây này, này. Dứt khoát vào, đấy, thấy chưa? Dứt khoát vào thì không long bì, đấy chưa? Chặt đi, chặt méo một tí, nào. Tay lôi ra, vừa tay vừa lấy ra, im, ấn ra vào, bắn kéo một tí nữa. Rồi, bắn đi, rồi, im ra vào, rồi. Kéo rồi, khó quá, ăn vẫn ngon, kéo nữa. Rồi, thấy chưa? Đấy, mình phải làm bé ra tí. Kho này là ăn nó vẫn ngon này, thấy chưa? Bé ra nhỏ xinh xinh vào. Thấy chưa? Đấy, ta pha thêm một tí này nữa cho người ta. Thấy chưa? Ta pha cái chân này nữa, đương nhiên ta bán cũng hết đồ. Cái này rất ngon rồi. Đấy. Chân lên khoảng 100 không? Chân lên nào. Đấy. Đúng không? Thế cái pha viên này chúng ta phải đây, chặt lên cho người ta. Đấy, mỗi thứ một tí. Đây ra thì vào cho khách là đủ 100. Đấy, bán hàng cũng là một nghệ thuật bán hàng. Đấy, gói vào cho khách trong đây bắt đầu làm xong thì chúng ta vệ sinh luôn này. Vệ sinh luôn này, sạch sẽ vào. Nó gạt những cái gì đấy là khi mà khách vào người ta mua người ta thấy sạch sẽ chứ chưa. Đấy, gạt nó vào cho gì hứng nữa đấy. Đấy chúng ta hứng này nghe chúng ta làm được chưa. Đấy. Đấy. Có gì đâu mà áp lực. Đấy, không phải áp lực hay gì hết. Đấy, cứ như thế là bắt đầu bán được hàng thôi. 43 năm rồi. Ôi, nhà bài không? Đấy. Thế nên là ở đây đào tạo rất là nhanh. Trở thành một thủ lĩnh cũng rất là nhanh. Bởi vì những cái cách học của tôi là dạy là thực tế luôn. Cho các bạn làm từ A đến Z. Làm nhiều. Hàng ngày cứ làm nhiều. Văn ôn là võ luyện cho các làm thế. Thế về nhà các bạn có thể mở luôn được điểm mà không cần phải thực tập nữa. Đây, cái này nhá, như này nhá. Thì em phải lưu ý này, đây này, đầu này hơi nhiều. Chúng ta chặt sát đây. Sát vào này. Đấy. Đấy. Chúng ta bày đầu ra để cho nó bán này, thấy chưa? Đấy. Và chỗ này cũng là có miếng thịt này rất là ngon này. Đấy. Chúng ta biết cách xếp vào. Thấy chưa? Đấy. Bán hàng là một nghệ thuật, thấy chưa? Thế còn chỗ này vẫn nữa này. Cầm lên gạt này, để rớt nó ra. Đấy, thấy chưa? Đấy, gạt nó vào.
sạch sẽ vào nhá. Đây là những siêu phẩm như này đấy. Đây là hơi chéo này đúng không? Đấy. Và chúng ta bán hàng như này thì chúng ta cứ để treo này thôi. Ăn đâu mà chặn đấy, thấy chưa? Còn ăn đâu chặn đấy không? Đấy, để cho biết là được cái marketing quảng cáo, đừng chặt vụn nó ra. Ta cứ treo lên đây là làm sao nó có sức hút của khách hàng. Ăn đâu mà chặn đấy, nhớ chưa? Hay không? Hay. Đấy. Đấy.